Sói đi tìm bạn. Trong một khu rừng nọ, có một con sói rất gian manh và xảo quyệt. Vì tính nết xấu đó nên chẳng có con vật nào dám kết bạn với nó. Một hôm, vào dịp trăng rằm, tất cả các loài thú đều ra ngắm trăng và vui đùa bên nhau. Sói thấy vậy, liền chạy đến chung vui với các bạn. Nhưng khi sói đến, tất cả các loài thú đều đuổi nó đi vì cho rằng nó có bụng dạ không tốt. Sau khi bị các bạn đuổi, sói rất buồn. Nó quay trở về nhà và suy nghĩ rất nhiều về những việc mình gây ra. Sau khi nhận ra được lỗi lầm của mình, sói quyết định sửa chữa và quyết tâm vào rừng để tìm một người bạn thân cho mình. Sáng hôm sau, sói chuẩn bị hành trang lên đường. Trên đường đi, sói gặp thỏ. Nó chào hỏi và muốn kết bạn với thỏ. Thỏ nghe sói nói vậy, liền nói: Anh hãy cút đi, tôi không bao giờ kết bạn với anh đâu. Nghe thỏ mắng mình, sói rất tức giận. Nhưng nó cố kiềm chế lại và nói với thỏ: Anh không muốn kết bạn với tôi thì thôi, tôi không có buồn anh đâu. Nói dứt lời, sói liền bỏ đi một mạch. Nó biết rằng những việc xấu mà mình đã làm không thể nào các bạn tha thứ được. Tuy biết rằng các bạn sẽ không tha thứ, nhưng nó vẫn quyết tâm đi tìm. Nó hy vọng sẽ gặp được một người bạn thân. Nó tiếp tục lên đường. Trong lúc đi, sói đã thấm mệt và đói. Bất chợt có một đàn heo đi ngang qua. Sói định bắt một con heo để làm bữa trưa, thì nó liền nhớ lại lời hứa của mình. Sói hứa với bản thân nó: Từ đây trở đi, mình sẽ không bao giờ bắt nạt kẻ khác yếu hơn mình và cũng sẽ không ăn thịt chúng đâu. Thế là nó tha cho đàn heo và cố nhịn đói để nó hy vọng rằng các loài khác sẽ hiểu và kết bạn với nó. Nghỉ mệt được một lúc, sói lại lên đường để tìm bạn. Trên đường đi, nó gặp rất nhiều loài thú, nhưng không con nào dám làm bạn với nó. Cuối cùng, nó gặp được một con sư tử đang đói. Nó liền mở lời muốn kết bạn với sư tử. Sư tử đang đói bụng, nghe sói muốn kết bạn với mình, nó liền ưng thuận ngay. Sau khi sói và sư tử làm bạn với nhau, sư tử liền bảo với sói hãy đi tìm thức ăn cho mình. Thấy sư tử nhờ mình, sói liền nói cho sư tử biết: Sư tử ơi, tôi đã hứa với bản thân mình là không bao giờ bắt nạt và ăn thịt những kẻ yếu hơn mình đâu. Anh hãy làm giống như tôi đi, đừng bao giờ bắt nạt hoặc ăn thịt những loài yếu hơn mình nha. Nghe sói nói, sư tử rất tức giận. Nó liền gầm lên và nói: Ta đang đói, mày có đi tìm thức ăn không? Nếu không đi, ta sẽ giết mày để làm bữa đó. Nghe sư tử nói, sói vẫn nhất quyết không đi và nói với sư tử: Dù anh có ăn thịt tôi cũng sẽ không đi đâu. Sói vừa nói dứt lời, sư tử liền nhảy tới và ăn thịt sói. Thế là sói đã bị sư tử ăn thịt vì nó không biết rằng mình đã kết bạn với người không tốt. Vậy chơi với bạn, chúng mình phải chọn bạn tốt mà chơi. Nếu bạn nào không tốt, chúng ta phải tránh xa. Nếu không, có ngày chúng ta phải mắc sai lầm như sói đó.